tôi là một trợ lý y khoa có nhiều năm kinh nghiệm tôi đã đồng hành cùng rất nhiều bác sĩ hàng đầu trong quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân về mặt y khoa thì công việc của tôi dường như không liên quan đến bảo hiểm nhân thọ nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn về mối quan hệ giữa bảo hiểm và y tế một mối quan hệ chặt chẽ và thậm chí liên quan đến sinh tử của người bệnh đó chính là chi phí y tế bảo hiểm nhân thọ là giải pháp giúp giảm gánh nặng về chi phí y tế giúp người bệnh được an tâm về tinh thần, tự tin chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Tinh thần lạc quan giúp ích rất nhiều cho việc điều trị y tế chuyên môn. Mà thực tế tinh thần này phụ thuộc khá nhiều vào tài chính. Đó là sự liên quan giữa bảo hiểm nhân thọ và y tế, bạn ạ. À, rất nhiều khách hàng của tôi là bệnh nhân điều trị ung thư đã từ bỏ điều trị sau hội trần. Mặc dù cơ hội sống của họ rất cao, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác vì họ không có nhiều tiền họ phải chọn giữa việc sống và gánh nặng chi phí y tế đối với người thân tôi đã chứng kiến rất nhiều người bệnh và rất nhiều gia đình lâm vào cảnh bần hàn vì chi phí y tế và có lẽ nếu trước đó họ có sự chuẩn bị thì đã không khó khăn như vậy đó cũng là lý do bạn nên tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ khi còn khỏe mạnh để lỡ có lúc ốm đau bệnh tật bảo hiểm sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng về chi phí điều trị và có tinh thần lạc quan để chiến thắng bệnh tật Bảo hiểm Nhân Thọ có rất nhiều sản phẩm và giải pháp liên quan đến quỹ y tế dự phòng. Mà bạn nên tìm hiểu thông tin để chọn cho mình giải pháp phù hợp. Ngày nay, bảo hiểm rất minh bạch và có điều khoản rõ ràng. Chính sách chi trả nhanh chóng và đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu trước mọi thông tin về các sản phẩm bảo hiểm và sau đó thấy phù hợp mới quyết định tham gia. Và bạn phải lưu ý một điều quan trọng rằng, bảo hiểm Nhân Thọ là giải pháp mà bạn chỉ có thể tham gia khi bạn khỏe mạnh còn nếu đã bị bệnh thì không thể tham gia bằng mọi giá